Xin chào toàn thể các anh chị em đã trở lại với kênh mua bán xe lướt. Và em là Đức Duy, trưởng phòng kinh doanh tại Sudomoto HDC, có địa chỉ 106 Nguyễn Toàn, cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay em về một chiếc Mazda 3 sedan bản 2019 cao cấp nhất, có ghế điện rồi, màu trắng, nội thất màu đen, biển số thành phố. Xe mới đi được có 13.000 km thôi. Thì em sẽ giới thiệu luôn cho anh chị xem nhé. Về phần cụm đèn trước cũng như là về phần đầu xe thì vẫn giống với phiên bản 2018 facelift anh chị nhá. Chỉ có điều là về phần nội thất thì nó có thay đổi một chút, thì em sẽ giới thiệu sau cho anh chị. Vẫn sử dụng cụm đèn bi, có giải đèn led ban ngày đầy đủ cho anh chị. Màu trắng, sơn zin thì còn gần như là cả xe rồi anh chị nhá. Có về có tỉa to lại một chút thôi thì em sẽ giới thiệu cho anh chị xem. Cái xe này thì em vừa về thôi nên là em chưa làm bất kể một cái gì cả. Thì em sẽ quay chi tiết cho anh chị xem về cả những cái vết xước nhỏ nhất để anh chị xem, cũng như là sau đó em sẽ cho xe đi spa làm đẹp anh chị nhé. Về phần lốp, 1.3 thì không cớ gì ở lốp, không zin theo xe cả đúng không ạ? Xe thì lốp zin theo xe này, đầy đủ tuần luôn này. Tuần thứ 22 của năm 2019 đây anh chị nhé. Đây ạ, tuần thứ 22 của năm 2019 này. Lốp còn rất là dày luôn này. La răng thì không xước một quả nào cả. Sơn zin gần như cả xe nên là anh chị có thể thấy được cái màu trắng nó nhìn rất là đều luôn. Xe thì rất là mới nhá. Về phần nội thất thì ghế lái của chiếc xe này thì được trang bị ghế điện này, ghế chỉnh điện này, rồi là phần mũi ghế và bệ ghế của xe thì còn rất là mới luôn, rất là căng. Mazda thì xem ghế rất là, Mazda thì xem chiếc xe chạy nhiều chạy ít rất là dễ nha anh chị nhá. Thì Trần xem về một vài các cái phần nhỏ thôi, như vô lăng này, ghế này, cũng có thể đánh giá được cái chiếc xe một phần nào đó chạy nhiều hay chạy ít. Ở bản facelift thì tất cả bản facelift thì đều là tắp bi cửa đều có màu nâu đỏ, có chỉ viền ở đây, trông chiếc xe rất là thể thao luôn nha anh chị nhá. Rồi là phần lên xuống kính của xe còn rất là mới này. Tất cả những cái phần nhựa đen ở đây thì không xước sát gì cả. Em quay rất là gần cho anh chị xem luôn. Ni lông thậm chí còn chưa bóc hết này. Đấy. Về phần ghế sau thì gần như là không ngồi mấy, đâm ra là còn rất là đẹp luôn. Xe thì nguyên bản nhưng mà có độ thêm một vài các cái tính năng rất là hay ho thì em sẽ giới thiệu cho anh chị nhé. La phông trần còn rất là mới này, cửa sổ trời này, tất cả những cái phần ở đằng sau đây còn chưa bóc hết ni lông nhá. Đây còn chưa bóc ni lông này anh chị này, về anh chị có thể bóc ra, nó rất là mới luôn. Thử chiếc xe này thì không khác gì một chiếc xe dắt từ trong hãng ra cả, chạy rất là ít. Lốp lap còn rất là đẹp luôn, sơn zin thì gần như là cả xe, chưa phải sơn lại một cái gì cả. Thì về thì tí nữa em có spa lại một chút, đánh bóng lại cả xe cho anh chị cảm nhận chiếc xe này cùng em nhé. Rất là mới luôn. Anh chị cần hỗ trợ gì thì hãy gọi điện trực tiếp đến số line trên màn hình của em nhé, là 0985 33 7070. Em là Đức Duy, trưởng phòng kinh doanh tại Sudomoto HDC Auto. Với 10 năm kinh nghiệm thì em sẽ tư vấn cho anh chị về tất cả các sản phẩm cũng như là về những cái khả năng vận hành, ưu điểm, nhược điểm của từng chiếc xe để anh chị có thể đưa ra những cái quyết định nó hợp lý nhất. Ghế phụ thì vẫn là sử dụng ghế cơ anh chị nhé. Nhưng mà anh chị có thể đây này, anh chị có thể nhìn thấy mùi ghế của nó này. Nếu như các bác nào mà có thể tham khảo được một vài chiếc Mazda khác để xem được cái độ mới của chiếc xe, bên em và bên một vài các cái địa chỉ khác thì sẽ thấy được là chiếc xe của bên em mới hay là còn tốt hay không thì rất là dễ luôn ạ. Sau đây thì em sẽ vào phần vô lăng cần số của xe nhé, và đi chi tiết hơn một vài các cái tính năng mà người chủ đã nâng cấp thêm cho chiếc xe. Mazda thì sử dụng động cơ 1.5 Skyactiv, đâm ra là rất là tiết kiệm nhiên liệu, chạy thì chỉ rơi vào khoảng 6-7 lít 100 cây thôi, rất tiết kiệm. Xe thì mới đi được có 13.053 km thôi nha anh chị nhé. Đầy đủ cảm biến đèn này, cảm biến gạt mưa tự động này, tích hợp vô lăng này, rồi là hệ thống giữ ga tự động Cruise Control này. Đấy.
Rồi là đây ạ, anh chị có thể thấy được là người chủ đã nâng cấp thêm cho chiếc xe một chiếc màn hình ZTEC Android có đầy đủ lắp SIM này, rồi là YouTube này, rồi tất cả các cái tính năng xem TV ở đây này. Đấy, nghe nhạc Zing MP3 này, rồi là Google Maps này, tất cả mọi thứ. Cái màn hình này thì lắp ngoài nó rơi vào hơn 10 triệu cơ. Ngoài ra thì đã có tích hợp cả camera 360 anh chị nhé. Đây ạ, tích hợp cả camera 360 rồi. Đấy, rất là xịn sò luôn. Củ số của chiếc xe đây, em quay gần nhất có thể cho anh chị xem luôn, không khác gì một chiếc xe mới nhé. Rồi ngoài ra tất cả những cái phần nhựa ở đây thì người ta còn chưa bóc ni lông đây ạ. Còn chưa bóc ni lông luôn anh chị nhé. Về anh chị có thể tự tay bóc ra và một chiếc xe hoàn toàn là mới luôn. Phanh tay điện tử này, núm này là núm chỉnh về màn hình giải trí này. Đấy, về đây thì có táp bi, à quên, thảm táp lô này, rất là đẹp luôn anh chị nhé. Chiếc xe này thì đầy đủ các cái tính năng phục vụ một chiếc xe hạng C rồi. Và ngoài ra Mazda thì luôn luôn đi đầu trong cái xu hướng về sản phẩm bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam mình nhé. Trong phân khúc hạng C thì chưa bao giờ Mazda 3 hết hot cả. Được rất là nhiều các cái bạn trẻ cũng như là anh chị em tin dùng, đặc biệt là cái màu trắng và màu đỏ, hai màu hot nhất của Mazda. Thì chiếc Mazda 3 2019, một chủ từ đầu, biển số thành phố, xe lăn bánh được 13.000 km. Thì chiếc xe này thì em đang chào bán với mức giá là 625 triệu đồng anh chị nhé. Giá có thương lượng cũng như là có hỗ trợ trả góp lên đến là 75% giá trị xe trong vòng từ 5 cho đến 6 năm. Giải ngân trong vòng từ khoảng 3 cho đến 4 ngày là anh chị đã có thể lấy xe về để đi Tết rồi. Trả trước khoảng 180 triệu cho đến 190 triệu tùy anh chị nha anh chị nhé. Thì đã có thể sang tên chính chủ, bấm biển số mới mà chiếc xe này để đi rồi. Thì anh chị có thắc mắc gì về xe thì hãy gọi điện trực tiếp đến số hotline trên màn hình của em là 0985 337070. Xe bên em thì có bao check test hãng thoải mái cho anh chị trước khi mua nhé. Nếu mà sai cam kết thì bên em sẽ hoàn trả 100% số tiền mà em đã, các bác đã thanh toán cũng như là đặt cọc ở bên em. Bên em sẽ hoàn trả 100% cả các cái chi phí đi lại đối với các bác ở xa. Các bác cần chạy thử thì hãy qua địa chỉ là 106 Toàn Cầu Giấy Hà Nội. Em ở Đức Duy, trưởng phòng kinh doanh tại showroom ô tô HHDC Auto. Thì em sẽ cùng các bác chạy thử và cảm nhận chiếc Mazda 3 này cùng em nhé. Một lần nữa em cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Xin chào.